Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn món khoai mì nước cốt dừa lá dứa. Món này thì vừa thơm ngon lại đơn giản nữa. Sau đây mình mời các bạn cùng xem cách làm nha. Nguyên liệu mình dùng là 1kg khoai mì. Khoai mua về đó thì mình cắt khúc khoảng chừng này để mình lột vỏ nó ra cho nó dễ. Sau khi lột vỏ xong đó, mình đã ngâm khoai mì với nước muối được 1 tiếng rồi, để cho nó ra bớt nhựa khoai mì đó. Sau khi ngâm thì mình cũng rửa sạch, mình để gáo. Đây là lá dứa, mình dùng 2 cây lá dứa nhỏ là 150g. Rồi đường, mình dùng là 5 muỗng canh là 100g ha. Đây là 200ml nước cốt dừa nhất và 400ml nước cốt dừa dảo. Là mình dùng 300g dừa nạo mình vắt ra đó các bạn. Rồi mình dùng thêm một ít đậu phộng hoặc là mè gan. Đây là 3 muỗng cà phê muối. Nguyên liệu đã xong thì bây giờ mình sẽ đi luộc khoai mì. Phần lá dứa thì mình để lại một ít nè để mình dùng sau. Còn lại thì mình cho hết vào cái chảo. Lót lá dứa vào xong thì mình cho khoai mì và mình luộc. Ở đây mình luộc khoai mì bằng cái chảo, còn các bạn luộc bằng cái nồi cũng được ha. Giờ mình cho nước cốt dừa dảo vào để mình luộc khoai mì. Cho nước cốt dừa dảo vào, nếu không đủ thì các bạn cho thêm nước lọc vào ha. Để luộc khoai mì thì mình cho vào đây là 1 muỗng đường. Rồi thêm một ít muối vào nữa nha. Mình dùng khoảng 1 muỗng cà phê muối đó. Xong thì mình đậy nắp lại. Mình để lửa vừa mình luộc khoai mì các bạn nha. Đây, khoai mì luộc được 30 phút. Đó, khoai như vậy là nó đã chín hết rồi đó. Giờ mình tắt bếp, mình vớt khoai ra. Đây, khoai luộc xong như vậy nè, là mình ăn được luôn. Nhưng mà nó chưa có ngon đâu. Thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Cắt ra như vậy để lát nữa mình nấu với nước cốt dừa đó, cho nó thấm nó ngon hơn. Khúc bự mình cắt ra nè, còn nhỏ nhỏ gì này mình để nguyên luôn, mình đi nấu với nước cốt dừa. Đây là 200ml nước cốt dừa nhất, nước cốt vắt đậm đặc đó các bạn. Rồi mình cho tiếp đường vào, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng canh đường vung ha, còn 1 muỗng mình chừa lại để mình làm đậu phộng muối mè. Rồi mình dùng thêm 1 muỗng bơ nữa nè. Bơ này thì mình không có giới thiệu trong nguyên liệu, vì có thì mình dùng cho nó thơm ngon hơn, còn không có cũng không sao ha. Mình nấu cho đường bơ nó tan, nó sôi lên thì mình sẽ cho khoai mì vào. Giờ mình để lửa nhỏ thôi, mình nấu cho cái phần nước cốt nó thấm, nó rút vào khoai mì. Lâu lâu mình đảo lên để cái nước cốt nó thấm đều vào khoai mì hơn. Cái này mình nấu cho nó cạn nước là được các bạn ha. Nấu cho nước cốt nó rút hết vào khoai mì như vậy nè. Thì cái lá dứa nãy mình chừa lại đó, mình cắt khúc mình cho vào. Mình đảo lên. Này mình đảo thêm xíu nữa cho lá dứa nó héo lại, nó thơm là được ha. Có lá dứa vào thơm lắm luôn các bạn ơi.
À, nếu làm bán á, thì như vậy nè, các bạn cho vào nồi hấp, mình để lửa nhỏ riu riu là mình bán dần được rồi ha. À, mình làm đậu phộng muối mè để mình ăn cùng khoai mì. Nó còn lại một muỗng canh đường nè, rồi một chút xíu muối. Này, đậu phộng rang. À, có thì mè rang thì cho vào cho nó thơm, còn không có thì đậu phộng không nó cũng ngon rồi. À, mình dùng cái chày mình nghiền cho nó dập ra. À, đậu phộng muối mè nó thơm lừng luôn á các bạn. À, nghiền cho nó dập ra là mình cho lên khoai mì mình ăn. Đây, khoai mì nước cốt dừa lá dứa, mùi thơm hấp dẫn lắm luôn các bạn. Nè các bạn nhìn ngon chưa nè. Mình gửi một ít đậu phộng mè gan lên. Thành quả của mình đây các bạn, nó thơm lừng luôn á. À, mình mời các bạn nha. À, khoai ăn thì vừa dẻo vừa bùi, à, mặn mặn ngọt ngọt, à, béo của cái nước cốt dừa, rồi thơm của mùi lá dứa, à, đậu phộng mè gan, ăn ngon thích lắm luôn các bạn. À, với món này thì mình thấy vừa ngon lại vừa đơn giản nữa. À, có thời gian thì các bạn hãy làm để thử nha. À, đến đây thì món khoai mì nước cốt dừa lá dứa của mình đã hoàn thành. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ mình chào, hẹn gặp lại các bạn trong lần tới nha.